giờ game hát đối đáp giữa Vũ Khanh và Y Lan bắt đầu. Đề tài gì đó? Đề tài giận. Giận, ai hát trước cũng được, giận đi. Bây giờ mình giận nhé. Giận anh, sao em không nói ra đi không một lời, để bút ra tim anh. Hay. Qua thứ năm nghẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu, quyết em quyết dặn lòng không nói nửa lời, dù là ghét anh. Chết chưa? Ghét à? Ghét thì cái gì bây giờ? Thì không cần phải là chữ ghét, cái từ cái có miễn sao ghét thôi à. Dù là dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Hết. Thêm nữa đi, thêm nữa đi. Hết. Thêm nữa đi. Thêm nữa thôi, bên kia bí. Thêm nữa thôi, em bí, mau lên. Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo. Đó.